bóng đeo ra nghe, tiếng bát nó hay không? Nếu mình mới chỉ đánh được có một đôi rồi nhá. Em đang đấu đâu để Sadanda đánh một đôi rồi ạ. Cái đoạn clip này thì em đang test cái vật bát. Kinh khủng không bác? Rồi. Rồi, chúng mình đang test thêm một đoạn nhạc có lời nữa, bác cũng nghe cái tiếng dép của nó, cái tiếng lời trong trẻo, sắc nét, nghe nhạc rất là hay. Một thiết tha một chiều gió nhẹ bay nhớ chẳng người lên tìm đâu anh giờ đang ở nơi nào bao lần hẹn hò dưới mưa từng chiều mình lang thang mà giờ tổng bộ có 14 triệu 100 đâu bao tổng bộ dàn này. Chiều lang thang trên phố dài, vẫn bước qua những nơi ngập tràn dấu tình yêu, khóc cho lần cuối tình. Đánh đồng phủ rất là rộng đôi này, đánh đồng phủ 25-30 mét và thoải mái, bao nhiêu đánh rất là rộng luôn. Đâu rồi nụ cười thiết tha, tình ngập tràn trong tim. Giờ tim tôi là 5.6, đáp quyền mãi đồn vang CB hàng mới là 2.7, đẩy Santana là 2.4 và con mic là hàng mới là 3.4, tổng bộ 14.100. Tiếng mưa rơi quặn thắt như vô tình, làm sao để ngừng nhớ? Nhờ cậu em hát tí các bạn. Ở đây em đang bắt bằng con vang cơ lai số, bắt bluetooth thôi nhá, bắt bluetooth này. Con vang TB-KM350V2 tổng combo này lên là 14.100 thôi. Bạn đang bác nghe tiếng đuôi thì vào đây show rất hay luôn. Một lần đi tuần tuần xa anh ơi, gặp em bên suối hay mà dừng bao nhớ chờ anh cùng lắng nghe từ xa em đã thấy.
đấy, như vừa rồi các bác cùng nghe thực tế thực chiến đôi loa Autoflan, dòng loa đến từ thương hiệu của Mỹ và dụng driver là Bass Chep nhá, Chep Session, Chep của Mỹ và dụng của Bass vậy. Driver này thì cho cái giải Bass ấy, các bác nghe ngay từ phần đầu video thì mình test và thể hiện đi. Cái giải Bass nó rất là sâu, giải Tép thì nó sáng, nó trong, nghe nhạc cũng hay, mà karaoke cũng hay. Đấy, để dịch ra cho anh ngoài này cho sáng tí này. Đây là phần mặt căng dưới trước của nó, lâu tổng lô này em về được có 15 đô đâu nhá. Tổng lô này Hiếu Minh về được có 15 đô thôi các bạn. Bát 25 thùng gỗ lạng, thùng gỗ lạng là dòng thùng gỗ là để nguyên bản này này. Đây là hàng em vệ sinh rồi các bạn nhá, hàng vệ sinh rồi. Một hai vết xước nhỏ thôi. Hàng vệ sinh rồi là em cũng không sơn trước rằng mà nguyên bản của nó luôn. Đấy, chỉ có phủ ít bóng rồi sạch sẽ ngoài này. Thì dòng thùng gỗ lạng này thì là dòng gỗ là nguyên bản người ta chỉ phủ một lớp và gọi là lớp gì ạ? Ở các bác hay sơn cửa gọi là sơn lớp gọi là sơn đi phủ nhỉ? Quên rồi, tôi nghe trong đầu em định trống rỗng, không phải bóng, không phải. Vecly nhờ, đấy bây giờ nghĩ ra. Một lớp Vecly rất là mỏng, còn gỗ nó gỗ nguyên bản luôn anh em nhá. Thiết kế cực kỳ chất luôn các bác ơi. Rất đẹp luôn, những bác nào mà nhà gỗ, những bác lấy cái dòng loa này thì xếp vào cái không gian nhà vụ nhà gỗ thì cực kỳ tuyệt vời. Một đôi này thì đánh ở không gian từ 20, 25, 30 và 35 mét vuông. Lấy cái thước thế nào? Đánh đo kích thước để cho các bác nào mời có nhu cầu mà kê kệ, kê xếp ý, thì liên hệ em. Thì ở đây em sẽ review kỹ cho anh em cùng ngắm. Thì đằng trước nó sẽ có phần căng lưới mặt màu trắng và phần Autoflan này. Autoflan. Đấy. Đo kích thước thế nào? Bề ngang là 32 các bác nhá. Bề sâu ạ. Bề sâu là 30 gần 37. Bề cao ạ. Bề cao là 50. Đó nhá. Thiết kế form rất gọn, thùng cân nên là cái giải âm nó ra nó mới hay như vậy. Xoay phần hậu cái nào. Quay luôn ở bên ngoài đã, em cứ quay bên ngoài đã. Đấy bác nhìn ống thoát hơi phía sau này, tất cả gỗ lạng hết 100% nhá anh em nhá. Thùng này thì vứt ngoài mưa ngoài nắng ngoài trời thoải mái các bác ạ. Model của nó là FC10. Đấy, công suất hoạt động là 300W ở độ trở 8 ohm, giải 97. Rất là đẹp luôn các bạn. Rất đẹp luôn. Ở chung lâu ghê. Đấy, có thể nói là từ lúc em bán hàng giờ đây là đầu tiên em thâu được một nhập được về. Nhập được về cái lô loa chụp gỗ lạng rất là đẹp luôn, thùng gỗ rất đẹp. Em còn gặp Bass 30 nữa các bác nhá. Bass 30 em chưa lên hình cho các bác đâu. Những bảo đam mê Bass 30 có Bass 30, Bass 25 có Bass 25 mà hôm nay em giờ thử có thời gian em quay trước Bass 25 để phục vụ các bác anh em nhá. Anh em có nhu cầu liên hệ em, những cái vết này thì em cũng chưa sơn đâu, vì là các bác muốn đẹp hơn thì anh em về có thể là cái Vecly này có ít nước ngoài, nước Vecly quét lên cái là hết thôi. Đấy, còn đây em để nguyên sân mộc em phun bóng là sạch sẽ, có vài vết sức nhẹ thôi. Vài vết sức nhẹ tí thôi không sao đâu các bạn. Đấy, nhìn tổng thể này. Tất cả như vậy nhá. Đấy, em quay trước quay sau rồi. Được, sau khi tháo căng đây ạ. Thì rồi Hiếu Minh ghép luôn bộ dàn, thì bộ dàn nó cùng đồng bộ đây là gồm có vang với cả mic là hàng mới, đẩy là hàng bãi không nhá. Nhà các bác ghép bộ này thì nó sẽ là đẩy và loa là bãi các bác ạ. Bãi xịn. Đẩy thì là đến từ thiệu của Mỹ, Standard LA1000 quá quen thuộc rồi, em bán 2.4 là giá rẻ nhất cái Việt Nam này luôn đấy ạ. Rẻ nhất Việt Nam này luôn. Còn đối với loa thì là trên trường em bán những đôi lạng gỗ lạng này đang bán mức giá khoảng 7 triệu rưỡi, Hiếu Minh bán 5.6 triệu các bác nhá. Vang thì em khuyến mãi còn 2.7 triệu, mic thì khuyến mãi còn 3.4 triệu các bác nhá. Tổng bộ này có 14.100.000 đồng thôi ạ. Các bác mua cả bộ thì em hỗ trợ là bao ship nha các bác nhá. Thì bác tưởng tượng ship cả bộ này hết tiền cước nó hay quay hết tầm độ 700-800, thì em bác mua cả bộ này em đã hỗ trợ bao ship rồi, ok chưa? Ở đây là em sẽ bắt đầu quay phần nội thất. Thì phần nội thất đồ cuốn vào dần đi, mặt chi là dần quấn đi, biết được hai anh em quấn đi bé để mình lên quay đây được. Thì phần nội thất thì bên trong đây bác nó sử dụng một củ chép của Kenison, củ chép của Mỹ các bác nhá, củ chép Kenison. Ông mở này chả chán lau cho anh tí đi cái bụi mỹ quan quá nhiều bác kỹ tính em tính em bán hàng em biết, nhưng hàng thì nó đẹp rồi nhưng mà như nào có ít bụi vào ấy. Tất cả từ cái vấu dấu này zin hết bác nhá, zin hết bao, zin bao xịn bảo hành 1 năm các bác nhá. Dụng cụ chép của Kesson và chép Autoflan Modern FC10HC. Đấy, cụ chép này đánh tiếng nó rất là tơi. Tất cả những dòng chép
hoa thùng kép collection ấy đều tiếng kép nó rất là hay, tất cả luôn, các bác mua loa nặng vậy em khẳng định luôn tiếng kép rất là hay, và cái dòng này vậy nên các bác nghe tiếng kép rất là hay tí tách vậy. Sụp của bát là bát con này là từ nó rơi khoảng 17, coi con này coi 63 các bác nhá, coi 63 luôn. Đấy, của Auto Plan đấy, của Auto Plan. Phần bụi nha, mai mở ra sắt này bé phải ông linh hoạt là phải lau cái bụi đi nhá, giờ lấy anh rẻ lau bụi đây cả, lau bụi đi để bụi viền này, lau đi tí có thể lấy anh ngủ những cái chỗ thành kia. Bác nhìn keo chỉ đít rồi, đít hơi lồi, xin lỗi nói từ câu đấy không biết nó phạm úy không, nhưng mà ở đây là cái phần ở phần đuôi nó này, ở đây có gọi đít lồi đi, mình cứ dân dã đi các bạn, đít lồi nhá, đít lồi pick từ rất là dày. Đây lau gì này này, các bạn bẩn bẩn này, mở ra cũng như cái bằng bãi mình về bụi bụi mình lau đi sạch sẽ cho các bác nhìn. Đấy, ok, lật bát lên cho anh lật ngửa lên đi. Đây, bác nhìn bát trong này rất là đẹp luôn, cơn vải thẩm dầu là hai lớp cũng nhá, keo của nó này, bác nhìn keo của nó này, keo liền khối luôn nhá, keo liền khối rất đẹp luôn. Phần viền này, phần viền nhựa này, kéo bát đây, có nhìn rất đẹp luôn, rất đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Hàng rất mới, vì đằng trước là cái lưới của nó là lưới là có lỉ nên là chắn bụi bên trong, nên cái bát nó rất là mới. Đây phần bờ ấy, giật tạm một con ra, em giật tạm xé rách không đấy, xé lên từ đầu thôi. Quay phần tần cho bác, có phần tần rất lớn các bác nhá. Phân tần con này, phân tần nó giờ 22 phân thôi nhá, 20 phân là hết vòng găng tay của Nguyên luôn. Nhưng lên này. Trụ toàn bộ là tụ xịn giò các nhá, quận cảm lớn. Nó thủ tục là 24 tụ này, 24 5 tụ. 5 tụ này, 3 quận cảm và 24 5 trở. Đấy. Chúng làm dòng thùng gỗ lạng này thì nó sẽ tốn công hơn vì nó liên quan là nó tạo ở đây cái bản thân cái nhà sản xuất ấy, nó phải tạo mài rất là nhẵn, các bác nhá, mài rất là nhẵn. Nhà nó phải độ góc cạnh nó chi tiết hơn so với nhà thùng sơn, thùng sơn sần thì nó mài nó tương đối. Còn dòng này nó phải làm từ khít hết, từ cây thùng kia tất cả mọi thứ nhẵn nhụi hết. Nên gọi là thùng gỗ lạng các bác nhá. Đẹp không? Anh em có nhu cầu liên hệ Hiếu Đô nhá. Thế vừa rồi Hiếu Minh tổng quan là Hiếu Minh review chi tiết đến dòng loa Auto Plan, dòng loa đến thương hiệu Mỹ. Và đối với combo bộ dàn này, anh em có nhu cầu thì liên hệ Hiếu Minh Auto nhá. Và xin ái chào tạm biệt ạ.